Xin kính chào quý bà con, quý chị, các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ tư, ngày 7 tháng 8 năm 2024. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua thành phố Thanh Long, Quận Đỏ, Thanh Long, Quận Trắng, cập nhật mới nhất vào buổi trưa hôm nay tại khu vực miền Tây, khu vực Hoàng Xuân, Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên, cho quý bà con, quý chị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá Thanh Long, Quận Đỏ, Thanh Long, Quận Trắng thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Kính thưa quý bà con, quý chị, các bạn, thì thành giá Thanh Long, Quận Đỏ, Thanh Long, Quận Trắng trong thời gian khoảng 1-2 ngày trở lại đây thì giá đang xuống ở mức cũng khá là thấp, đặc biệt là ở mặt hàng Thanh Long, Quận Trắng hiện nay thì giá thấp hơn những tuần trước rất là nhiều. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì giá sẽ ổn định và sẽ tăng thật là mạnh trở lại. Cập nhật mới nhất Long Quận đầu tiên là thành giá Thanh Long, Quận Đỏ. Thanh Long, Quận Đỏ hiện nay tại khu vực miền Tây thì hàng đẹp dao động từ 10, thằng loại 1 dao động từ 18 đến 20. Loại 2 dao động từ 13 đến 15 ngàn. Loại 3 dao động từ 8 ngàn đến 10 ngàn. Thanh Long, Quận Đỏ hiện nay thì hàng dạt đang dao động mức từ 6 đến 7 ngàn. Đây là thành giá Thanh Long, Quận Đỏ tại khu vực miền Tây. Giá này là giá cập nhật tại vựa, còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn, từ 2 ngàn đến 3 ngàn đồng ký, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi. Tiếp theo là thành giá Thanh Long, Quận Trắng ở khu vực miền Tây. Thanh Long, Quận Trắng khu vực miền Tây hiện nay thì hàng đẹp dao động từ 10 đến 12 ngàn, hàng sang dao động từ 8 ngàn đến 10 ngàn, hàng dạt thì dao động mức từ 4 ngàn, 5 ngàn. Đây là thành giá Thanh Long, Quận Trắng tại khu vực miền Tây. Thanh Long, Quận Trắng khu vực Bình Thuận hiện nay thì hàng đẹp, bò đẹp dao động từ 10 ngàn, 1 ngàn, 12 ngàn, bò sàn thì 8 ngàn, 9 ngàn, 10 ngàn. Hàng dạt của Thanh Long, Quận Trắng hiện nay tại khu vực Bình Thuận thì đang dao động ở mức từ 4-5 ngàn. Tiếp theo là thành giá Thanh Long, Quận Đỏ. Thanh Long, Quận Đỏ hiện nay tại khu vực Bình Thuận. Bình Thuận hiện nay thì giá Thanh Long, Quận Đỏ loại 1 dao động từ 19-20, loại 2 dao động từ 14-15 ngàn, loại 3 dao động từ 9-10 ngàn. Thanh Long, Quận Đỏ hiện nay thì hàng dạt đang dao động mức từ 6-7 ngàn. Đây là thành giá Thanh Long, Quận Đỏ tại khu vực Bình Thuận. Giá này là giá nhập tại vựa, còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn, từ 2 đến 3 ngàn đồng một ký, tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc bà con một ngày vui vẻ, may mắn và thành công.